Hiện tại thì kênh đang ở huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang á bà con. Ở đây thì như là núi sập. Đây là cầu Thoại Ngọc Hầu. Này là ngay trung tâm của như huyện Thoại Sơn. Ở địa bàn của huyện Thoại Sơn thì kênh mới đi lần đầu tiên cho nên cũng không có rành lắm. Phía trước màn ảnh của bà con đó là núi sập á. Kênh Giải Trí Tổng Hợp xin thân mến chào bà con. Hôm nay thì kênh đang có mặt tại quê hương tỉnh An Giang. Quê hương nơi bảy núi, quê hương của ông gì ta? Bác gì Tôn Đức Thắng hả? Quê hương tỉnh An Giang, quê hương anh hùng. Thì hôm nay kênh cũng đang lên kế hoạch đi về tỉnh An Giang để mà tác nghiệp, rồi review, rồi chia sẻ cho bà con nông dân về kỹ thuật trồng dừa, chăm sóc. Thì hiện tại thì kênh đang đứng ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Thôi chào anh. Anh tên gì có thể giới thiệu cho bà con biết luôn. Em tên Luôn. Anh Luôn. Luôn anh dạ. Luôn có thể giới thiệu cái địa danh đây cho bà con biết luôn anh. Địa danh đây là thì em ở Tân Đông thị trấn Ốc Eo nè, huyện Thoại Sơn nè. Dạ. Dạ để cho anh giới thiệu cho bà con biết chứ em đâu có biết cái đây là cái địa danh. Dạ. Thì hôm nay báo cho bà con thì kênh cũng rất là vinh dự qua biết được anh Luôn là hôm nay mình qua đây sẵn đi chuyến đi công tác đây mình ghé để hỗ trợ anh được số cái. Tất nhiên là anh cũng xem video nhiều của trên kênh rồi. Thì anh Luôn có mua dừa của chú Ba Nhất á. Chú Ba Nhất mà kênh đã review qua tại Mỹ Tho Tiền Giang á. Dừa Mã Lai Đích Chu của chú Ba Nhất, loại lừa Mã Lai siêu trái cù dài, hoành rất là to. Ngày hôm qua cũng đã chuyển từ Tiền Giang qua tới đây cho anh rồi. Thì hôm nay ra đây tham quan đất, coi thổ nhưỡng đất với môi trường khí hậu để tìm hiểu thêm coi anh trồng như thế nào, và một lát kênh sẽ cùng với anh với gia đình để mà trồng thêm một vài cây dừa để làm kỷ niệm. Thì bên cạnh đó thì còn số dừa còn lại thì anh sẽ trồng. Hồi qua anh lấy ráo là 60 cây ha. Dạ dạ. Thì báo bà con dừa này là dừa của chú Ba Nhất, là ươm tại nhà bà con, ươm tại nhà chuyển đến đây trồng trên đất của chú luôn, và kênh đã trực tiếp qua tới đây luôn. Cho nên là vấn đề giống sau này là bà con yên tâm, sau này là kênh sẽ còn đến đây để mà theo dõi vườn dừa trên những cái chuyến đi công tác nữa, để cho bà con sẽ có cái sự phát triển của dừa và cái chất lượng dừa của chú Ba Nhất có tại quê hương An Giang, đặc biệt là các huyện Thoại Sơn, để cho bà con hiểu thêm. Xin cảm ơn bà con. Đây là cái thùng dừa này, hôm qua là chú Ba Nhất, kênh và mấy anh ở Tiền Giang đã vô thùng gửi qua chỗ gia đình của chú với anh Luôn rồi nè. Đây là cây dừa của chú Ba đã ươm, có cái chiều cao mầm nó khoảng chừng hơn à. Dạ, tính tắt máy. Hạ đất. Đúng rồi. Đây ủa là đó. Hôm qua lựa dừa mà cũng lựa mấy trái giòn giòn, sợ nó bự quá chắc không có thụng được. Hoành này thì bà con cứ yên tâm ha, dừa của chú Ba Nhất là hoành là chất lượng rồi. 4 tấc cả dừa này. Dừa này là hơn 4 tấc, mà lấy những cái loại kia là còn bự hơn nữa. Yeah. Tại vì chú Ba đang ươm mầm rất là ngắn mà con lựa những cái cây nào cao nhất là con lấy. Sợ nó mầm ngắn quá nó gãy đó. Để chuẩn bị đây kênh với mấy chú sẽ trồng. Cái này là cũng có để giúp phần đất là nhiều thò dạ. Mà dở luôn đây ha, cho không phải để khơi ha. Dạ dạ. Đã ươm lên khúc rồi nè. Đây bà con thấy ăn dừa này sao anh Luôn? Thì thấy cũng trái cũng im rồi. Đây mà. Để ra ngoài. Đây anh Luôn cho em hỏi ở đây mình anh lên cái clip này là chiều ngang mặt clip nhiêu vậy anh? Cái này bữa hổm cũng nhắm chừng ngang này chắc cũng đâu mười mấy mét rồi. Dạ. 12 13 mét quá. Chính xác là mười mấy mét anh. Để ông cầm tầm 3 mét ông đo thử coi. 6 mét. Chắc cỡ đâu có 13 mét. 15 mét. 15 mét và 16 mét giờ anh tính trồng sao? Vậy là 15 mét. 15 mét này chắc tính trồng 3 hàng quá. 3 hàng hả? Ừ, như 3 hàng chắc được ha. Chứ giờ nếu trồng 2 hàng thì cũng lỡ cỡ ha. Lỡ cỡ. Trồng 3 hàng. Nhưng mà anh trồng 3 hàng nhưng mà giờ giãn cách là 6 mét ha. Chắc 6 mét. À 6 mét. Chiều ngang là 5 mét mà chiều dài là ấy, chiều ngang hơn 5 mét nhưng mà chiều dài là 6 mét. Thì 6 mét, 5 6 mét. Dừa này không có lớn đâu. Ừ, cái thì cái tàn dừa này nó cũng không có dạ. Những mấy cái dừa lùng mình ha không? Nó cũng khoảng 3.8 à. Tính bẻ hết luôn á. Thông thưa thì mới trồng thưa là 6 mét á. Dạ dạ. Nó hơi nghiêng gì mấy hàm một xíu không? Đúng rồi, cái đó được rồi. Nó gần cái đó thì nó ngon. Đất này cũng còn hơi... Không, đất này là rất là ngon, đất này đất thịt. Ở đây lớp trên nè, lấy lớp trên nè. Lớp màu cũng mình ăn. Đây, để em...
em làm một cái à. Giới thiệu với bà con thì trồng dừa thì bây giờ thí dụ mà có phân như kênh này chia sẻ đó, thì một là phân gà, hai là DB hoặc là siêu gôn để mà đánh chặn bọ cánh cứng nào dưới. Nhưng mà giờ mình đây mình không có thì mình theo dưới này là mình mất bỏ phân bỏ thuốc rồi không? Dạ không. Dưới đáy á? Dạ không. Nếu mà không có mình khỏi bỏ. Lớn bỏ phân sao? Thì giờ là trái dừa mình giờ bình thường ha, ha chú. Cái này con nãy con đi hơi sâu rồi nè. Hơi sâu tí xíu. Trái dừa này giờ mình đặt theo cái chiều là thẳng đứng như luôn nè. Không mình đặt nghiêng. Có nhiều người thì kinh nghiệm nhưng mà thực tiễn là nó cũng không phải vậy. Nhiều người nói đặt nghiêng vậy nè cái dừa sẽ trái nhiều. Mà nếu mà cái dừa này bản chất bố mẹ nó không có trái nhiều sao mà nó trái nhiều được. Thứ hai nó đặt dừa nghiêng này là sau này nó không có rụng trái. Rụng thối trái là do nhiều nguyên nhân để gây rụng thối trái chứ không phải là đúng nghiêng vậy nó cũng có trái. Cho nên là người ta nói thôi đặt nghiêng vậy nhưng mà cây dừa phải đặt thẳng đứng vậy nè. Dạ. Cái dừa phát triển tự nhiên. Nó về cái dừa này chú cắt bị cắt như cái màu lên cái màu còn dừa mình để tự nhiên. Đó rồi xong đầu mình sẽ mình sẽ dùng những cái đất mềm nè, mình sẽ lắp lại. Không được sâu quá nha chú, nó hiện tại nó đang nằm ngang bằng mặt đất nè. Cho lúa vỏ lên nè. Cái mày lên. Bây giờ cái kỹ thuật nó không có giống ngày xưa. Hồi xưa một ông mấy ông già mà ông trồng sâu, mà ông cứ nói mày đừng trồng sâu lâu trái trồng cạn để nó khơi đóng đóng nọc thôi, mà nó ra rễ tự động nó bám lên đó. Chưa, cái này là chưa được. Mới đè lúa lên này kìa. Nó này cũng 5-6 ngày rồi. 5-6 ngày à. Mình có nó có rơm đậy em nha. Dạ nếu mà có rơm bộ giữ ẩm cũng được. Ừ để nó mát. Không có gì. Không có gì mình lấy gom cặp mét tới bên đó, thiếu gì gom. Có gom mà. Không nó mát đất luôn khô. Giữ cái dừa nó. Không, cái này mình bơm nước cho nó chừng chừng vậy hoài nè, lá gai nè. Có nghĩa là mình đặt cái dừa là như vậy là đã xong cái dừa nè. Tại sao mà đặt cái dừa mà như thế này? Đặt cái dừa nó này mục đích á là nó sẽ nổi lên cái từ cái mép cắt này với chỗ cái cuốn này nè chú, là nó nổi vậy nè, nó không thiếu oxy. Còn mà nếu chú lắp cao mút trên đây nè. Cao mút về luôn nè. Dạ. Cao lên vậy luôn nè, là một là thiếu oxy. Cái thứ hai mà đặt cao vậy mà bón những cái phân mà phân hữu cơ á thì nó nấm khuẩn nó sẽ hình thành nằm ở chỗ này nè. Nó ăn vòng xung quanh cái bẹ này nè, làm cái dừa nó sẽ bị trái lá, trái đốm lá vàng lá. Mà trồng chú trồng mà cao lắp cao quá như vậy nó có một số nguyên nhân, hoặc chú trồng sâu xuống dưới nữa là nó sẽ đẹn cái dừa luôn, nó chậm phát triển. Quy tắc cái dừa nó ra rễ á, nó ra xung quanh ra cái gốc mình nè, xung quanh nó hết toàn bộ gáo. Rồi rễ nguyên lý là ăn lên nó không ăn xuống, ăn bàn ra vậy nè rễ. Cho nên mình đặt dừa như vậy là tốt nhất. Thứ nhất là vậy là nó sẽ không có nấm khuẩn vòng xung quanh nè. Chống rồi. Dạ nè, chống luôn. Rồi sau mình trồng mình như thế này là khoảng 3 tháng sau, cái củ hủ ở chỗ này nè, đây là cái củ hủ tròn tròn ngay nách này nè, nó sẽ cao chút xíu, lúc đó mình sẽ bồi lên chút xíu nữa, bồi lần mấy cm đó. Rồi mốt nó cao chút xíu, bồi chút nó mốt cái dừa nó sẽ có một cái mô cao trên. Cho nên là đặt về cái dừa sẽ phát triển cực kỳ tốt. Như đất này giờ là 3-4 ngày mình tưới lần tưới dưới ẩm, có thể là rơm mình tủ một vòng. Còn về tưới phân đó, tưới phân thì nửa tháng mình tưới DB lần 3 kg DB ngâm trong cái thùng 20 lít nước. Rồi xong đầu chú sẽ tưới một góc khoảng chừng 3 chén, tưới xung quanh này nè. Tại DB nó có 18 đạm 46 lần, người ta động trên lá nó cũng không xả trái lá. Rồi riêng cái đó mình tưới phân nha, nửa tháng tưới một lần. Còn nếu mà xịt thuốc ngừa á thì bây giờ xịt dừa là còn nhỏ mới trồng nữa, nó có bệnh là nấm khuẩn. Rồi môi trường tự nhiên bên ngoài. Cái thứ hai nữa là nó sẽ bị trái lá, đốm lá, vàng lá trên cái lá dừa non mình nè. Cái dừa hiện tại đang rất là xịt bệnh nè. Nó chỉ hiện tượng trái lá, đốm lá, nếu mà nó bị nặng quá, nó thú nhũng được dừa, có thể chết cái dừa. Cho nên một tháng mình có thể là sử dụng thuốc Ridibugon, Somet với khủng long mà con hay chia sẻ trên kênh á. Tại vì có anh luôn thì mới mốt con anh sẽ hỗ trợ với nhau. Thuốc ở đây có bán như Ridibugon á. Đó mình sẽ phun ngừa một tháng một người một lần, làm thế nào cho cái dừa lúc nào cũng xịt bệnh, nó không có bị bệnh gì hết. Dừa tươi tốt như những cái cây khác vậy đó. Đó là mình xịt cho cái dừa với thuốc phân ở dưới. Nó cũng rất là đơn giản, không có gì đâu chú. Thì cái dừa thì mình thấy thôi, dạ. Mấy năm trước đây có bọ cánh cứng rồi, giờ thấy năm nay mấy năm nay cũng bớt. Dạ, dừa con nhỏ này không có bọ cánh cứng đâu chú. Dừa con nhỏ này không có bọ cánh cứng. Dừa này mà nếu mà chú trồng mà chú cho đi theo phát đồ vậy 10 khoảng 17 18 tháng bung nó mèo hết.
bung lúa mèo cho trái hết. Giờ này đất này nè. Dạ dạ, đất này rất tốt, đây là đất thịt. Tốt rồi đó. Dạ. Đất xấu đâu. Cách đây khoảng chừng 200 m đây là núi hả chú? Núi. Nhưng mà thật ra dưới đây là khu này đất thịt. Đất thịt mà bị trên núi nó tuôn phân không màu mỡ xuống đây không. Cắm lên. Còn coi vậy chứ rộng lắm thôi. 16 m mà rộng lắm, tại tính xa lắm chứ đâu có hẹp đâu. Nó nhỏ là tàn ra. Xa lắm chứ đâu có trời. Thiệt. Chẳng cách xa khủng khiếp à. Đâu chú nãy chú đo làm sao á, con thấy rộng lắm à. Rồi về là quá thưa, ok rồi. Thưa nó êm nhất phải không? Ngon lành rồi. Nó hợp êm nhất luôn. Nếu dày quá dày cũng thất bại. Cái bè đó nó, em nói là cái bè dừa đó 3.8 sao này nó trao nhau. Hai tầm ở đây nè. Con cái điều nó đẹp, mới đặt đi cho nó đẹp. Không cái đó nó. Bên đậu có khoảng rộng ngon lành luôn. Đây là đây 6 tầm nè. Này nè, con ước lượng. Đây là 6 tầm. Mới quay qua anh đây nè. Anh để cho anh lương đặt đi. Em đào trên lương đặt. Đất này xốp ngon ghê không? Cái này là nó đất này nó pha cát pha thịt nè. Ngon quá. Cát pha thịt. Đất dừa này là đúng bài luôn. Đất này là nó hơi sâu. Nó dừa. Đúng rồi, đúng rồi. Anh luôn giờ anh xem kênh và anh thuộc lòng bài luôn rồi. Đó, giờ cho nó lú lú dừa đi. Đây là mình trồng những cái dừa này kỷ niệm nha anh. Kỷ niệm rồi còn những cây còn lại thì mai anh luôn mai tiếp tục trồng. Thấy rồi mai mốt trồng tiếp lên. Em nếu mà em trồng một ngày khoảng 100 mấy 200 cây á. Nhưng em phải đi qua từ cái. Cái này đúng dân dây đi. Ừ cái này mình dân dây thì nó đẹp ha. Đúng rồi, đúng rồi. Dân dây cho đẹp. Trồng một hai cây ấy đi xong mình dân dây. Ừ kìa mình ấy gì cái được coi. Nữa, rễ hàng giờ chưa có rễ không rễ ra rớt luôn, nó mạnh cực kỳ luôn. Chứ mà cái dừa cao cắt rễ nó sẽ mất cái giai đoạn ra rễ tiếp theo anh. Hơi chậm phát. Cái này là giờ ra rễ ra đúng luôn rồi. Cho nên là trồng dừa cái này là chất lượng nhất. Nó ra rễ nó phát luôn. Vậy là ok đó. Quá đẹp ha. Cầm trái nó đi. Cho nó ngay hạn đi. Cái này mà dính này hạn rồi. Dính này hạn rồi. Dạ. Còn nó hơi chảy. Cái này nó hơi cấy à. Ừ. Dạ, nó thấm. Hiện tại thì nó ở trong cái gáo nó có dinh dưỡng nó nuôi trồng rồi. Nó chưa ra nước, nó chưa ra thì nó nguồn tưới cho nó giữ này lại. Dạ dạ vẫn tưới rồi nó bung ra. Qua cái dừa này có dưỡng con nhỏ cháu tôi ngoài coi thử coi nó làm sao. Dạ dạ, đợi chút xíu đi chú. Thôi chút đi mình dạ. Thôi cho nó lấp cho nó đẹp đẹp đi. Rồi trồng xong cái này đi, còn nhiêu là để lại cho anh. Kiếm cái cây cắm lên được. Không, cái này thì lấy cây cắm thì sao vậy? Không thấy mà được, đi không thấy đó. Con vừa cái cao mà trái. Không, thì cái này thứ này lùng lùng này, thứ này nó ra rễ luôn à. Cái cây mấy cây mà ra rễ thì nó hơi chậm, cây ra rễ là nó hơi mất sức á. Mình cắt ngang đó. Lấy bơ gơm để lại. Rồi, nhậm. Vậy được rồi. Rồi hôm nay thôi con qua sẵn đây ghé tham quan cho biết địa phương mình với hai nữa mang cái thương hiệu dừa của chú Ba Nhất qua tại quê hương An Giang để trồng ở trên đất nhà của chú ha. Con ghé chú cháu mình giao lưu để mình trồng mấy cây kỷ niệm. Rồi cũng cảm ơn anh luôn rất là nhiều đã thường xuyên theo dõi kênh và ủng hộ kênh. Dạ, anh em mình sẽ gặp nhau lâu dài ha. Những cái ba cây dừa này trồng là bốn thầy trò mình trồng nè. Thì thời gian tới mình quay trở lại thì sẽ có quả có trả y chang như dừa của chú Ba luôn. Dạ. Em cũng cảm ơn anh rất là nhiều ha. Dạ. Dạ. Chúc chú với mấy anh luôn dồi dào sức khỏe. Dạ. Rồi kênh cũng xin cảm ơn bà con quê hương của An Giang và kênh sẽ tiếp tục tác nghiệp ở trên tất cả các huyện của tỉnh An Giang. Thì kênh sẽ đăng lên cho bà con xem. Nên cho bà con trong tỉnh An Giang nói riêng và bà con cả nước nói chung để xem để luôn thường xuyên ủng hộ kênh và kênh sẽ thường xuyên đến vườn để hỗ trợ chia sẻ giúp đỡ cho bà con. Hoàn toàn miễn phí nha bà con. Rồi, con xin phép ha. Con chúc chú với gia đình. Quay cái dừa này thấy đặng cho anh em ta thấy.